À, có điện thoại mà phải tránh mặt chồng à? Gọi điện thoại mà hớn hở thế? Không cần phải biết. Tôi nghi lắm, để điều tra xem sao. Cắt hai cái tai nghe, giữ lại phần mic rồi gọi sang cái phone chính để nghe lén xem như thế nào. Nhiều lông quá. Em thấy phần không lông hơn. Em biết là nó to, nặng hơn 2 cân cơ mà. Ôi giời, bé lắm, dùng không sướng vào của anh. Quá cho mua nhá. Sắp tới lắm, để em xuống luôn. Này thì em xuống luôn. Em chào anh ạ. Anh làm cái gì đây? Mày vừa gọi cho vợ tao đúng không? Vâng, chính là em. Trông mày như thế kia thì cái vừa lông vừa không lông không thể to như thế được, bỏ ra xem nào. Anh muốn xem cái gì? Cái mày vừa nói với vợ tao ấy. À, anh muốn xem hàng em đúng không? Ok luôn. Tưởng gì em xin cái chăn lông kiều của Otama Medding. Chăn nặng hơn 2 cân. Một mặt lông, một mặt nhung, dùng báo ấn. Không, mày lươn lẹo rồi. Vợ tao bảo cái ở nhà bé dùng không sướng. Đây, nó dài 2m3, rộng 2m, to hơn thì chả sướng hơn à. Ui xin lỗi nhá, cứ về đi tí vợ mình chuyển khoản, chứ mình làm gì có.